Em xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan nhé. Hôm nay phiên buổi trưa ngày 29 tháng 3 năm 2022. Xin kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Ngày hôm nay thì em cập nhật cập bến cho các bác những cái dòng hàng hoa lan đẹp. Rất là nhiều dòng hàng rừng cũng như là hàng thuần. Ngập tràn các sắc màu hoa lan hiện tại đang có mặt tại cơ sở nhà em. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Em đi ra phía bên ngoài để các bác xem cái trục đường nhà em nhé. Đây ạ, phía bên ngoài là phía bên công viên đô thị này. Đấy, thì các bác tìm đến nhà địa chỉ là gần bệnh viện Đa khoa Gia Lộc, rất là dễ tìm. Nhà em ở ngoài mặt đường thôi, trục đường 39B. Nhà em thì rất là nhiều những dòng hàng hoa lan, nếu các bác có điều kiện đến tận cửa hàng có thể lựa chọn cho mình những giỏ hoa đẹp nhất. Đang rất là nhiều những dòng hoa đang có nụ hoa. Đấy, hàng về ngập tràn. Và sau đây thì em sẽ đi vào phía trong nhà và ra ngoài vườn để giới thiệu các bác những dòng hàng hoa lan đẹp. Vườn nhà em thì cũng rất là rộng, mọi người đến có thể lựa chọn tận trong vườn. Hoặc không thì bên em vẫn ship hàng toàn quốc nhé. Phía bên ngoài em có mấy chậu đùi gà dẹt này, hàng thuần này. Cây cao đẹp, hàng thuần rất là đẹp luôn. 220.000 một giò nhé, nói chung là còn 3-4 giò thôi. Hàng lô đợt này rất là đẹp. Tiếp đến là những chậu hoàng phi hạc hàng thuần. Hiện tại thì cây đang có hoa và hiện tại vào một số cây vẫn còn đang lên nhú nụ này. Hoa hoàng phi hạc hàng thuần thì nó cũng rất là đa dạng, cánh xoắn đẹp, họng, cánh trắng, họng vàng. Nhiều cây có cả họng hồng, họng xanh cơ. Cái này thì tùy từng cây nó sẽ sổ ra bông nó khác nhau. Mã này mã D1 này, một chậu hoàng phi hạc rất là nhiều mầm gốc, rất là nhiều thân tơ, đang sưng nụ hoa. Nói chung là để thuần một cái chậu này nhà vườn người ta phải mất gần 2 năm cơ. Mọi người lấy luôn chậu này về chỉ việc treo lên và chơi thôi. To đùng như vậy là 230.000. Mã D3 hoàng phi hạc 200.000. Đang nụ hoa, rất là mập, thân mập. Thân mập ú to bằng ngón tay cái. D7 220.000. Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn nhé mọi người nhé. Những cái chậu hoàng phi hạc hàng thuần. D8 230.000. 230.000 D8. Tiếp theo là D9, 230.000. 230.000, rất là to, đang sưng nụ hoa. Và D13 cũng 230.000. Cả nụ cả hoa. Hàng thuần sẵn lâu rồi, rất là lâu rồi, rất là bám chắc vào giá thể rồi. Kim điệp xuân hàng thuần ạ, những cái chậu kim điệp xuân hàng thuần này mặt hoa màu vàng tươi. Đấy, và còn rất là nhiều những nụ hoa còn đang lên cơ. Mọi người về vẫn được chơi hoa tiếp tục và liên tục luôn. Một chậu nhiều nụ như thế này em bán là 170.000 đồng một chậu. Brass hoa vàng. Chiều nay có về cả brass trắng nhá. Cái brass vàng này hoa của nó nở quanh năm. Và dòng này thì dễ trồng, dễ đẻ nhánh, hoa liên tục. Một chậu này em bán là 130 một chậu. Mua một cặp là 250 được một cặp. Các bác có thể kết hợp với brass trắng. Chiều tối nay em sẽ về. Tiếp theo là những cái chậu giả hàng Pháp siêu nhiều nụ hoa. Giả hàng Pháp năm nay giá siêu rẻ nhé, giảm một nửa so với thời điểm Tết thì các bác biết như thế nào rồi. Hiện tại thì cây của nó đang rất là nhiều nụ và chậu của nó thì nhiều thân. Chậu này ghép vào thành chậu tròn, sum xuê rất là nhiều thân trong một chậu tròn như thế này. Và mầm gốc thì cũng đang lên khá là đẹp. Và một chậu giả hàng Pháp như vậy, siêu nụ như vậy em bán là 280.000 đồng một chậu. 280.000 đồng một chậu ạ. Em có một cái combo giả hạc Pháp gồm 2 chậu đang nụ nhưng mà trồng chậu đen. Combo 2 chậu này, mầm gốc lên rất là nhiều. 2 chậu này cũng đang nhiều nụ nhá, 200.000 2 chậu. Combo này em bán là combo 200.000 2 chậu giả hạc Pháp. Thiên Nga, nhà em có về cả Thiên Nga trưởng thành và Thiên Nga giống. Thiên Nga giống thì nhà em phân làm 5 loại. 5 loại có 5 màu khác nhau, màu đen này. Thiên Nga đen, ui đang lên mầm này. Đây là thiên nga màu đỏ này. Đây thiên nga đỏ đây. Thiên nga màu vàng. Ghi hết tên cho các bác rồi nhé. Thiên nga màu nâu và thiên nga màu xanh. Tất cả những dòng thiên nga giống này em bán là 50.000 đồng một củ. Một củ này. Đấy, cây cũng đang lên mầm để làm giống. Và mua một bộ 5 cây 5 màu bên em sẽ miễn phí ship là 250 được miễn phí ship. Còn nếu mà mình muốn lấy cái dòng thiên nga trưởng thành mà cây của chó chuẩn bị ra hoa luôn ấy thì có thể chuyển sang dòng cây to hơn. Thì loại này thì chỉ có phân được 3 màu thôi. Loại này mua 3 màu một bộ 3 cây thì bên em miễn phí ship nhé. Có dòng thiên nga màu xanh này, cây nó to. Thiên nga màu nâu, cây thì nhỏ hơn nhưng mà củ nhiều hơn. Đấy.
Củ này là củ thân già, sau này nó có tác dụng là đẻ ra cây con nhá. Đấy, thân tơ. Còn đây là cây ngọc trai đen này, là cây thiên nga đen này. Dòng này ngày trước đắt tiền nhất trong tất cả các dòng màu thiên nga. Nó là một cái dòng màu đen rất là huyền bí và rất là sang trọng. Dòng này cây nhỏ hơn nhưng cũng đồng giá nhá. Giá đều là 150.000 đồng một chậu. Mua 3 chậu miễn ship ạ. Em còn 2 chậu trầm biên vàng siêu nụ này, nụ từ dưới lên trên. Và nụ của nó rất là đỏ. Trầm biên vàng này 120.000 đồng một chậu. Đấy, 120.000 đồng một chậu, nụ rất là nhiều. Để dòng lá biên lá kẻ phát tài đấy ạ. Tiếp đến là vũ nữ ạ. Vũ nữ thì nhà em hiện tại có một số dòng vũ nữ như sau. Cây đều là dòng cây to. Đầu tiên đó chính là sô-cô-la hoa thơm. Trời ơi, thử nói là cái dòng sô-cô-la hoa thơm nức mũi luôn. Ai đã từng chơi cái dòng hàng này thì không thể quên được. Sô-cô-la một chậu của nó là dòng chậu bự nhá. Chậu to này, nhiều thân, nhiều giả hành. Chậu nó phải to gấp rưỡi những cái chậu bình thường khác. Đó. Và một chậu to ngày hôm nay em bán là 190.000 đồng một chậu vũ nữ sô-cô-la hoa thơm, bụi bự. Còn tiếp theo đây là vũ nữ mèo cam. Mèo cam hay là vũ nữ cam lửa. Hàng về số lượng nhiều, bây giờ còn duy nhất 2 giò thôi. Đấy ạ, vũ nữ mèo cam. Hàng chuẩn bị hoa nhé, cái này thì hiện tại chưa có hoa. Và cái vũ nữ sô-cô-la kia cũng thế. Loại này cũng 190.000 đồng một chậu. Ngoài thị trường người ta bán mèo cam một chậu chỉ có một thân thôi, đã rơi tầm 130 rồi. Đấy, nhà em thì một chậu, các bác đếm số lượng thân trong một chậu cực kỳ là nhiều. Mèo cam bán rất là hút hàng, chỉ còn duy nhất 2 chậu này thôi, 190.000. Ngoài ra em có 2 chậu vũ nữ sô-cô-la, loại size bự hơn, loại lớn hơn. Loại này thì em nhập theo chậu và em đánh theo mã hình nhá. Đây là cái mã hình là M26 này, một bụi sô-cô-la đang có nụ hoa này, cực kỳ là nhiều thân, 250.000. M25 cũng đang có nụ hoa, bụi nhiều thân nhá coi nhá. Bụi to, đây là gọi là bụi to, cũng 250.000. Sô-cô-la có loại 109, bụi nó nhỏ hơn. Còn loại này đang có nụ là loại to, là 250. Dendro vàng kim cương, dòng hoa sưu tầm, mặt bông. Hàng hiện tại đang trong giai đoạn là thắt ngọn, chuẩn bị sưng nụ. Cây của nó cũng đang lên mầm, 200.000 đồng một chậu. Loại này thì rất là siêng hoa, 200.000 đồng một chậu mà dendro vàng kim cương nhá. Về một lô lớn mà bây giờ còn tầm dư tầm 6 chậu thôi. Tiếp theo nữa là đen đô tím chớp ạ. Dòng tím chớp này một chậu cũng là 200.000. Cây của nó sẽ là hai thân, một thân đang thắt ngọn, đang có nụ, và một thân đang đi ngọn, 200.000 đồng một chậu nhé. Đây là dòng cánh viền chớp. Chớp già hàng Pháp Ki 52. Hiện tại cây của nó cũng đang lên rất là nhiều mầm nhé. Ki 52 thì hôm nay em có 2 size. Loại size chậu to, loại là 100.000 đồng một chậu. Cây của nó nhiều mầm gốc, cây cao to. Và loại này thì 70.000 đồng một chậu. Nó cũng nhiều mầm gốc nhưng mà thân ngắn hơn, nó sẽ ít thân hơn. Có hai loại nhé. Loại 70.000 là loại này, và loại 100.000 là loại bên đây. Đấy, có hai loại của giả hàng Pháp. Đây là dòng Ki 52. Hàng bán số lượng nhiều lắm, bây giờ gần hết, cũng chỉ còn dư ít thôi. Tiếp theo là những cái bảng hoàng thảo lai phi điệp. Hoàng thảo xoắn lai phi điệp nhé. Hoàng thảo xoắn lai phi điệp thì chậu này, những cái bảng này đang lên mầm này, đẹp lắm cơ. Đấy, trước đó bán 150 nhưng bây giờ đang giảm giá còn 120.000 đồng một bảng thôi. Bác nào lấy hai bảng em tính là 101 nhá. Đây là hoàng thảo xoắn lai với phi điệp. Mặt hoa thì đa dạng, nhiều loại, nhiều mặt hoa rất là đẹp. Đai châu Thái á, hàng đai châu Thái, hàng chơi Tết này. Giá Tết là 170.000 một cây, hôm nay em sale cho bác là 150 một cây. Bác nào lấy hai cây em tính là 250.000 một cặp. 250.000 một cặp, cây trung bình tầm 4 cặp lá. 3 cặp lá rưỡi đến 4 cặp lá, cây cũng to. Ngoài ra thì bên em vẫn cung cấp số lượng lớn dòng hoa mai đỏ nhá. Một cái dòng hàng chơi Tết thu hút rất là nhiều triệu con tim. Và mai đỏ hiện tại thì em cung cấp dòng cây giống thôi ạ. Những cái cây này đã ra hoa và bây giờ đang lên chồi lên lập. Mặt hoa thì chuẩn chỉnh, chuẩn giống. Bởi vì ngoài thị trường thì có những cái dòng hoa mai đỏ người ta bán với những cái cây không phải là dòng mai đỏ. Cây hiện tại nhà em thì đang lên chồi như thế này. Và một cây ngày hôm nay thì em bán với giá là 180.000 một cây. Loại này thì loại bonsai để bàn thôi ạ. Loại này cao tầm khoảng 50 đến 60 mét, 60 cm. Và mua 2 cây 350.000 sẽ được miễn ship nhé. Dendro Hibiki. Một bụi Hibiki rất là nhiều thân như thế này em bán là 100.000 một chậu thôi. Em còn 5 chậu em bán nốt 100.000 một chậu. À đúng rồi, 100.000 chậu. Giá cũ 130.000. Hoàng thảo Thái Bình hoa vàng, dòng này hoa của nó, bông của nó là dòng đột biến với mắt màu nâu đỏ rất là đẹp. Dòng hoa vàng này em bán là 150 một chậu.
150.000 đồng một chậu hoàng thảo Thái Bình hoa vàng. Loại này mua 3 chậu em miễn ship nhé. Em còn 2 chậu thiên nga Mexico, dòng của Thái Lan, siêng hoa đẹp, 150 một chậu. Đấy, dòng này thì củ của nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà trôi ra cái bông hoa của nó rất là đặc sắc. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh ạ. Dòng vũ nữ hoàng hậu hoa xanh này, hoa của nó cực kỳ là dài, vòi xương hoa. Và cũng xin thông báo luôn là chiều tối sẽ về một cái loại rất là mới, đó chính là vũ nữ hoàng hậu hoa màu đỏ nhé. Loại mới về hoa xanh này từ trước đến giờ nó cũng đã lọt vào con mắt của rất là nhiều người rồi. 150.000 một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Sơn thủy tiên, những cái chậu sơn thủy tiên hàng thuần nhà em vừa mới về. Và những bụi này của nó thì cực kỳ là nhiều thân. Lô hôm nay thì trồng trong chậu nhựa đen và cây của nó đang lên mầm, lên chồi rất là đẹp. Hiện tại một số cây còn đang nhú nụ hoa cơ. Và một chậu sơn thủy tiên như thế này em xin phép bán với giá là 220.000 một chậu nhé. Bụi lùm, nhiều thân. Còn duy nhất một chậu đai châu đôi, à đai châu 3 này, cây 3 này, 170.000. Cây 3 cây nhé, một chậu 3 cây, đai châu 3. À, vũ nữ, có một chậu vũ nữ bơ ngọt đang nụ hoa này là 160.000 này. Bơ ngọt hoa rất là đẹp. À, còn đây là đây, còn chậu bơ ngọt này thì đang bị vừa cái này về các bác phải nhổ lên và các bác cắt tỉa rễ để trồng lại nhé. Cái loại này là em vừa nhổ lên nó bị bung cái rễ rồi, 100.000 bơ ngọt. Còn đây là còn hai chậu này là vũ nữ anh đào cũng bán 100.000 nốt đi, giá cũ 160 hết đấy. Những giò này hàng đẹp là 160 hết nhưng đang thanh lý vườn là 100.000 một chậu. Đấy, còn duy nhất một chậu bơ ngọt đang nụ hoa đẹp thôi. Còn phía bên đây là vũ nữ nhện xanh. Đấy, rất là nhiều mặt hàng nên là em phải đi chi tiết lần lượt từng loại. Hàng em bán số lượng nhiều nên là các loại thì đều sẽ ghi tên cho các bác nhé. Dòng nhện xanh này là 150 một chậu này. Hoa của nó như những bông hoa nhện rất là sai, 150. Tiếp theo là kiếm giống ạ. Kiếm giống thì nhà em vẫn có 10 mã, 10 loại kiếm khác nhau. Đây là dòng kiếm gieo hạt của những dòng như là dòng Phan Trí, Xanh Huế. Đây, tất cả những cái mã này thì bên em đã ghi tên hết vào thành chậu rồi nhé. Và bây giờ thì bên em sẽ ghi tên, đọc báo giá cho các bác. 35.000 đồng một cốc thôi. Và tình trạng cây thì như các bác biết rồi, cái lô kiếm giờ này là cây cũng khá là cao, tương đối trưởng thành. Người ta chưa sang bầu mới thôi. Sang bầu mới thì không có giá 35.000 đồng một cốc như thế này đâu ạ. Và mua 10 cốc, bên em vẫn miễn phí ship, vận chuyển nhé. Hiện tại thì em có những mã như sau. Mã số 5 vàng Củ Chi 35.000. Mã số 4 vàng Tây Ninh 35.000. Mã số 10 Hoàng Đế An Ba 35.000. Mã 2 Xanh Huế. Mã 6 Khang Hồng Kiếm. Mã 7 Hồng Vân Giang. Mã 3 Vị Hoàng. Mã 1 Phan Trí này, Phan Trí về nhiều chưa? Mã 9 Bạch Ngọc. Và cuối cùng là mã số 8 là Mai Thiên Vũ nhé. Các loại này gửi đi thì em sẽ ghi tên vào thành bầu cho các bác. Em còn duy nhất một bảng hoàng thảo tím Huế này, nhiều thân, 130.000. Đen Đô Xuân ạ. Đen Đô Xuân mặt hoa sổ số, rất là nhiều mặt hoa. Hôm nay thì em có hai loại Đen Đô Xuân. Đen Đô Xuân loại chậu tầm thân vừa vừa, 160.000. Còn cái loại chậu Đen Đô Xuân mà loại chậu nhiều thân hơn, đây ạ, loại trong kia là nhiều thân hơn, đây em bán 200.000. Còn loại vừa vừa là bán 160 nhé. Có hai loại Đen Đô Xuân. Đây loại vừa vừa ít thân, loại to là 200. Đen Rỗ Úc Mắt Đen, hàng này về số lượng cực kỳ là lớn. Đây ạ, phía trên vườn nhà em còn treo rất là nhiều Đen Rỗ Úc Mắt Đen. Hàng này thì Tết vừa rồi, à xuân vừa rồi ra hoa cực kỳ là đẹp. Đây ạ, em sẽ cho mọi người xem qua một chậu Đen Rỗ Úc Mắt Đen nhé. Bụi to, nhiều thân. Hàng Tết một chậu này vẫn giá là 380 ạ. Nhưng mà trong lô đầu xuân này bên em lấy được lô này, số lượng nó nhiều và giá nó rẻ hơn, nên là giá bán ra chỉ có 300.000 đồng một chậu thôi. Đen Rỗ Mắt Đen siêu nhiều thân, nhiều mầm. Loại này thì bông của nó hoa màu hồng cánh sen, bông to và sai hoa. Tiếp theo là những cái chậu cây này là cây lan Thanh Tuyền. Cây của nó to, vĩ đại luôn đấy ạ. Lan Thanh Tuyền 170.000 đồng một chậu. 170.000 đồng một chậu, cây to. Bác nào lấy 2 chậu em tính là 150. Đấy, lan Thanh Tuyền. 2 chậu lan Thanh Tuyền tính 150 thôi ạ. Thanh lý kiếm. Có 2 loại kiếm thanh lý này.
Cái dòng thanh lý đầu tiên là loại chậu size to, 250 một chậu, hôm nay giảm giá còn 200.000 đồng một chậu. Có 3 loại: Phan Trí, Xanh Huế và Vị Hoàng. Loại này thì bụi phi to và chậu rất là nhiều thân. Phan Trí này, Xanh Huế, Vị Hoàng nhá. Có 3 loại. Loại thứ hai là cái loại chậu 150. Nó chỉ có 2 loại Xanh Huế và Phan Trí thôi. Thì hiện tại nhà em đang sale giảm giá cho bác một chậu cũng nhiều thân như này, với giá là 130.000, 250 được một cặp. Có 2 loại Phan Trí và Xanh Huế. Đấy, kiếm rất là nhiều loại nhé. Có loại 35 này, loại 200 này, loại 130 này. Các bác đọc đúng mã để khi mà nhân viên nhà em nhặt thì đúng loại cho mọi người luôn. Kiều Vuông Lộc Bắc, vùng Di Linh, Lâm Đồng nhé. Hàng bây giờ thì cũng đang lên rất là nhiều mầm. Em bán là 190.000 đồng một chậu. Cái này em treo trên cao tí, em sẽ cho mọi người xem tình hình cây thực tế ở dưới nhé. 5 cánh trắng họng hồng ạ. Hàng hiện tại đang lên một mầm gốc. Một chậu sẽ là một thân, giá là 80.000 đồng một chậu. 150 được một cặp 5 cánh trắng họng hồng, bán xả một nửa giá. Châu Như Bệt thì còn vài giò thôi ạ. Đây mặt hoa của nó lưỡi bệt này. Châu Như Bệt này thì em bán là 150 một giò, đang lên mầm, còn tầm vài giò thôi, 150 một giò. Phi Điệp Tím Lâm Đồng, mầm gốc rất là nhiều, 170.000 đồng một bảng nhá. Giảm giá 170.000 một bảng, giá cũ là 190. Hôm nay những cái bảng này hiện tại đang lên mầm đẹp và xuống lá, chuẩn xuống lá này, thắt ngọn hết rồi, 170.000 thôi. Da da mini, những bụi da da rất là lùm, rất là nhiều thân như thế này, em bán là 60.000 đồng một bụi da da mini. Thanh lý Dendro xinh tím nhé. Dendro xinh tím hôm nay em thanh lý nửa giá, có 60.000 đồng một chậu. Nó hơi bị xuống lá gốc, giá cũ là 120.000. Xinh tím vòi dài và hoa của nó tím lịm, tím đậm. Có 60.000 một chậu, hàng thanh lý. Hàng này thì cây nó vẫn khỏe nhưng nó xuống lá gốc thôi. Tiếp theo là những chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Một chậu thì rất là nhiều mầm như thế này này, em bán là 120.000 một chậu. Mua 2 chậu là 100.000. Còn đây là giả hạc hoa hồng đỏ, cũng chậu nhiều mầm, nhiều thân. 120.000 một chậu, cứ mua kết hợp giữa hai chậu, hai loại thì em sẽ giảm giá còn 100.000 một chậu. Tiếp đến dòng lan cát ạ, nhà em thì bao ship khi mua từ 3 chậu lan cát bất kỳ trở lên. Nhà em thì có phân màu hoa nhá. Tất cả những dòng hàng cát này, cát tem có phân mặt hoa và sau đây thì em sẽ đi qua từng loại. Nhớ là kết hợp giữa 3 chậu bên em miễn phí ship. Dòng đầu tiên thì bán chạy nhất và số lượng lại về thêm đó chính là dòng cát kim cương xanh, hoa thơm. Dòng này thì bụi to, nhiều thân, cây đang trong tình trạng là lân lên mèo. Cây này dòng cát một lá nhá, cát một lá nên là hoa của nó bung rất là đại. Đấy, cây của nó thì không có có chậu. Đây ạ, một chậu nhiều thân như thế này em bán là 200.000 đồng một chậu. Đây là cát kim cương xanh, hoa thơm. Bông nó to, đẹp. Loại thứ hai cũng thơm nữa, đó chính là dòng tím chớp. Dòng tím thơm, đây là dòng tím thơm ạ. Cây tím thơm thì cây của nó lá cứng cáp khỏe mạnh và lá rất là bóng mượt. 140.000 đồng một chậu, 3 chậu em miễn phí ship. Tiếp theo là dòng cát vàng cam, bụi to, nhiều thân. Đây ạ, cát vàng cam này, bụi của nó siêu to luôn. 180.000 đồng một chậu. Loại này là lát cát đại một lá. Màu cam đổi màu, 150.000 đồng một chậu. Dòng này cam đổi màu nhé, cắt cam đổi màu. 150 một bụi nhiều thân, đang nhiều mầm. Tiếp nữa đó chính là màu vàng tuyền. Cái này là một màu vàng rất là tươi. Chỉ một màu vàng thôi, 130.000. Tiếp theo là màu vàng cánh chớp. Màu vàng cánh chớp còn 3 giò này, 200.000. Hàng này hàng cháy hàng. Hàng này hoa nó đột biến nhá. 200.000. Ngoài ra thì chiều em sẽ về cái dòng 7 sắc cầu vồng nữa. 7 sắc cầu vồng 200.000. Hôm trước hết hàng nên chiều về bổ sung, bắt nào đặt 7 sắc cầu vồng thì cũng giá 200.000 nhá. Chậu của nó cũng ít thân như này thôi, bởi vì đây là những dòng cát sưu tầm. Nó cũng ít thân như thế này. Hoa của nó dòng độc lạ. Tiếp đến thì em có một cái loại vũ nữ mới về. Dòng vũ nữ này hoa của nó màu xanh nhưng mà nó có mắt. Dòng vũ nữ mới này thì em bán là 200.000 đồng một chậu. Bụi nhiều thân. Đây, chậu này cũng thân giả hành to à. 200.000 đồng một chậu, dòng vũ nữ mới. Dendro nắng đang giảm giá 60.000 đồng một cốc. Mua 10 cốc miễn ship. Hiện tại nhà em có còn cây kinh ba này, dòng cây tơ, cây đẹp này. Tiếp theo là dòng xanh 60.000. Dendro dòng xanh. Dendro lá biên phát tài ạ. Dòng này dòng Dendro nắng nhé.
giá giảm từ 120 xuống 100.000. Đấy, Enro lá biên kẻ phát tài. Kinh công còn một chậu này, kinh công em bán 60.000 thôi. Nó tùy từng dòng, tùy từng loại thì giá nó thành nó sẽ khác nhau. Bun len hoa thơm, dòng này cây kinh công còn hai chậu. Bun len hoa thơm, bụi to nhiều thân, cây tơ này, hoa của nó màu trắng, lưỡi tím. Loại này thì em bán là 60.000. Bà liễu lá tre cũng 60.000 đồng một chậu. Đồng tiền tím còn hai chậu. Đấy, hai chậu này nó hơi kém thì em bán 60.000 hai chậu này nhá. Đồng tiền tím này 60.000 được hai chậu. Còn cái chậu đẹp mà đang nụ hoa này là 60.000 một chậu. Còn tiếp theo đây đó chính là banana hoa thơm 60.000. Chớp NOB. Chớp NOB hôm nay giảm giá còn 80.000, giá cũ là 100.000, hôm nay chớp NOB giảm giá còn 80.000. Em có một chậu giả hạc Hawaii này. Rất là nhiều nụ này. Rất là nhiều mầm này, 150.000. Hoàng thảo vôi hoa trắng ạ, em có hai giò. Nó hơi bị gập thân một tí nhá. Giá cũ là 180 nay bán thanh lý này. Giò số 1 bán 90.000 này. Giò số 2 cũng bị gập thân. Giò này gập thân nhiều quá. Thôi, bán cả hai giò 150 đi. Hai giò 150. Còn giá cũ 180 một giò, hôm nay bán hai giò hoàng thảo vôi trắng này 150. Hoàng thảo vôi tím nhá. Vôi tím này đang rất là nhiều nụ hoa này. Hoa của nó tím đậm. Giò này em gọi là giò V20 13 thân hoa. Mầm gốc lên, đang mầm gốc ở dưới gốc và rất là đẹp. Đang lên rất là nhiều. Đây là vôi rẻ 370.000. V21 9 thân 340. Giò này thì có một thân này nó hơi bị gập hơn một tí, nhưng mà không ảnh hưởng gì, nó vẫn ra hoa vẫn như bình thường. Thân dài 340. Giò V6 này 14 thân, hoa 380.000. Đây, nụ hoa đẹp chưa? Vài bữa nữa nó chuyển sang màu tím đẹp. V14 14 thân hoa 340.000. Tiếp theo là V13 10 thân hoa cũng 340. Giò vôi rất là dài nhá. V14. Ồ, em có hai vỏ giò V14. Cái loại giò V14 mà 11 thân hoa này là 340.000 này. Thân dài đẹp. Em đánh hai mã nhầm, tí các bác đọc đúng cho em số lượng thân tơ để em nhặt đúng bảng. V9 8 thân, hoa dài 350. V5. Giò V5 đây. Giò V5 cũng 340. Em có một số giò tam ở sắc thuần này, giò này em gọi là số 1 này. Kép theo thế hình tròn này. Giò này 330.000. Giò số 2. Giò này của nó nhiều cây xếp và đang có nụ hoa. Giò số 2 này 350. Giò số 3. Đây, nụ hoa của tam ở sắc đang lên khá là nhiều. Sắp đến mùa hoa của tam ở sắc rồi. Có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5, 6 cây nào. 6, 7 cây. 7 cây đang nụ này. Cái bộ rễ rất là khỏe. 7 cây đang nụ. Và cây nào cũng đều có nụ hoa hết nhá. Giò này 400.000. Nhìn ở trên nó hơi thưa thôi, nhưng mà đều là những cái cây rất là chất lượng. 400.000 cái giò tam ở sắc này. 7 cây đều, cây nào cũng rất là nhiều nụ. V17 ạ, 14 thân hoa 340. Em có một số giò đen đỗ xuân đang có hoa và có mặt hoa như sau. Mặt hoa đầu tiên hoa màu hồng phấn, hoa trắng, cánh viền tím. Giò này 170.000. Giò đen đỗ xuân số D1, mã D2 cũng 170.000. Giò này có cái thêm một cái mắt hầu tím hồng ở dưới. Giò này 170.000, cũng nhiều thân tơ. Giò D3 là một cây dendro lá biên lá kẻ phát tài, hoa màu vàng, họng nâu, một thân tơ, hai mầm, 190.000. D4 cũng là dendro lá biên, cũng 180.000, gồm hai thân tơ. Cái này thì chưa lên mầm gốc nhé, nhưng hai thân này đang sưng mắt nụ hoa rồi. Hai thân đều đang sưng mắt nụ hoa. Mã D5 180.000, một cây dendro lá biên và có hai mầm gốc đang lên. Tiếp theo là mã D6 150. Một cây dendro nhưng mà chưa có mầm gốc, đang lên cả kỳ trên thân này, 150 D6.
Trước đấy em có 3 chậu bò blue to đùng. Chậu này chậu phi 30 nhá. Chậu này là giá hàng Tết này, em bán 650 rồi, bán xả thanh lý. Loại này do độ cồng kềnh cao, em sẽ cộng cho các bác mỗi cây 70.000 tiền phí ship. Đóng một thùng rất là to. Đây ạ, em gọi đây là hình số C1. 1 thân tơ, 2 thân, à 1 thân, 2 thân, 3, 4, 5 thân. 3 cái mầm, 2 mầm thấp, 1 mầm cao đùng luôn. Thế tổng là 8 thân. Bán lẻ một cái chậu mà phi 12 nó chỉ thấp bằng cái thân mầm dưới này thôi, đã rơi 80.000 thôi. Tiếp theo là chậu C2, 550. 1 thân này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân. 9 thân này em bán là 550. Mã C3 cũng 550. 1 thân này, 2 thân này, 3 này, 4, 5, 6, 7. Trong đó có 2 thân tơ rất là cao. Đây, 2 thân tơ này rất là cao này. Thân này đang có nụ hoa. 550 một chậu. Ui dồi ôi, nặng quá. Đây, nó to, nó nặng, nó dài ấy. Tiếp theo là trầm cổ. Trầm cổ bây giờ chủ yếu làm giống thôi. Những cái chậu này hiện tại đang lên mầm, chậu nào nhiều mầm gốc em bán là 220 một chậu. Trung bình tầm 3 đến 4 thân hoa, nhưng bây giờ vừa qua mùa hoa rồi. Còn chậu nào nhiều mầm gốc hơn thì em bán 220. Những chậu này Tết là hơn 350 một giỏ. Ngoài ra thì em có một số cây hoa mai đỏ hàng lục bình. Lục bình cây cao to, 350 một chậu lục bình mai đỏ. Mộc hương, à mộc lan. Mộc lan này thì cây to. Dòng cây to này thì em chỉ gửi qua đường xe ô tô hoặc khách đến nhà lấy này. Giá là 700 đến 800 nghìn một cây. Rất là đẹp. Mộc hương to, bao sống 100%. À đây là mộc lan to. Đây là mộc lan này. Hôm trước gửi xe khách cho mấy khách, giờ còn dư vài cây trồng ở trong chậu. Còn đây là mộc hương ta, đang lên một đợt nụ hoa nữa. Cây cao tầm khoảng 1m3, hơn mét một cây. 220.000 một chậu. Giá chưa có phí ship các bác nhé. Những cái hàng này chưa có phí ship đâu. Cherry em còn dư vài cây cherry này. Cherry loại này loại to này 100.000 một cây. Còn cherry lại nhỏ nhỏ này em bán 50.000 một cây. Cherry Brazil nhé. Cherry Brazil 50 với 100.000. À quên, đúng rồi, một cây. Đây là những cái dòng cây cảnh ở phía bên ngoài. Đây giả hàng Pháp này, rất là nhiều. Giả hàng Pháp thì em có cái loại chậu to là 280. Còn có một loại chậu nhỏ nó ít thân hơn. Đây em sẽ báo giá luôn nhé. Loại chậu nhỏ ít thân hơn và nó thân nó ngắn hơn. Tức số lượng thân thì em thấy nó cũng nhiều nhưng mà nó ngắn nhé. Những cái hàng ngắn này em bán 180 thôi. À 190. 190 loại chậu nhỏ cũng, à 180 thôi, 180 đi, bớt cho hẳn 100.000. Còn loại chậu to chọn là 280 nhé. Đây giả hàng Pháp mới về một lô nữa. Tại vì hàng em lấy từ vườn thì nó cũng sẽ vét theo từng đợt đấy ạ. Đợt nào mà lấy đầu tiên thì nó sẽ là đẹp, còn sau thì nó thân nó ngắn hơn, ít thân hơn thì em sẽ giảm giá. 180 một giò nhé. Đây là tình trạng cây kiều vuông Đông Bắc này, hàng của nhà em này. Đang lên rất là nhiều mầm, đẹp. Đấy, hôm nay mang 2 giò quay cho khách. Đây cái mầm tơ nó đang lên nhá. 190.000 một giò kiều Đông Bắc, Lâm Đồng. Em có một số giò hoàng thảo xoắn ạ, em ký hiệu đây là giò X1 này. Một rễ to bự, siêu to khổng lồ luôn. Giò xoắn này có mắt màu đen, có họng màu đen. Họng đen nhá, xoắn. Hoàng thảo xoắn X1 một rễ to bự, em bán là 790.000. Rễ rất là nhiều thân tơ. Giò X2 350.000, giò xoắn số 2. Giò xoắn số 3 290.000, giò này nó xuống hết lá thôi. Nhưng đây, đây là những cái thân tơ của nó này. Đấy, thân này chưa hoa, nhiều thân chưa hoa nhưng mà nó xuống lá. Cái hàng cân này chỉ để một vài hôm là nó đã xuống lá rồi. Rễ cũng đang tự mọc. X4 340.000. 340.000 và X5 200.000 cái dề hoàng thảo xoắn này. Và tiếp theo đây là những cái dề kiều tím nhá, các hình kiều tím. Hình kiều K1 150.000. Một dề kiều tím. Nguyên dề 150. K2 130.000. Một khóm nhỏ xinh 130. Mã K3 220.000.
Đây thân tơ này. 220.000. Mã K4 130.000. Mã K5 240.000 là một dề lá mít. Như một dề lá mít tròn xe. Mã K6 200.000. K7 260.000 một lô. 3 dề lá mít. Đẹp. K8 720.000. K9 540.000. K10 600.000. Đây một dề để thân dài nhiều lá chưa? 600.000. K11 270.000. Tiếp theo em lên cho mọi người những hàng kg mới về nhé. Hàng kg thì em bán lẻ, mỗi loại có thể mua các bác ít nhất 50.000 một loại. Dòng đầu tiên đó chính là kiều môi tua, hoa cánh màu vàng tua rua, 170.000 một cân. Tiếp theo là dòng hạc vĩ. Hạc vĩ cũng 170.000 đồng 1 kg. Các bác có thể mua tầm 50.000 cũng được, sẽ ghép được một giò hạc vĩ. Bây giờ qua mùa hoa rồi. Hoàng phi hạc đang xuống lá, vừa qua mùa hoa, 120.000 đồng 1 kg, 120.000 một cân. Vanda kim hay là lan cành dao. Cây này thì ăn nắng rất là tốt và càng trồng bên ngoài thì cây của nó, hoa của nó nở rất là liên tục. 160.000 đồng cân và 50.000 bó. Kiều vàng có hàng thanh lý nhé. Hàng thanh lý này em bán là 150.000 một cân. Còn phía bên đây là lô kiều vàng đẹp mới về này. Loại này thì nhiều lá, cây mướt đẹp thì là 200.000 đồng một ký ạ. Em lên cho các bác những cái giò này ở phần ý thảo ba màu, 170.000 một cân, đang rất là nhiều mầm hoa ba màu. Long tu đá tím này, thân dài đẹp, 200.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Đùi gà dẹt, hoa của nó đây, 180.000 đồng một cân. Cũng nhiều thân tơ, 180.000 một cân. Kim điệp nhựa hay kim điệp sáp ạ, 180.000 một cân và 50.000 một bó. Kim điệp sáp. Kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì 150 một cân thôi ạ. Đợt này về thì khá là nhiều khóm, nhiều dè. 150.000 một cân. Và ngoài ra thì em có về thêm một ít kiểu tím này, kiểu tím nhiều lá này. Thân dài cũng có, thân lùn cũng có. Lá rất là nhiều, đây sum xuê lá này, 370.000 một cân. Và mua 2 cân em tính là 300.000 một cân. Chuỗi ngọc 200.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Chuỗi ngọc. Ngọc thạch ba màu thì cũng đang lên nụ hoa này, đang lác đác một số cây đang lên nụ. 170.000 đồng một cân và 50.000 bó ạ. Em còn một ít cái chồn tím làm giống. Chồn tím này thì cây của nó còn ít này, em bán là 180.000 đồng một cân. Giá cũ 220, em còn một ít. Cây của nó thì nó cũng không được đẹp bằng ban đầu nên em bán thanh lý nhá. 180 một cân. Em còn một ít báo hỉ này, báo hỉ để em bán mớ này là 70.000. Trầm tím rừng Lào ạ. Hiện tại thì cây của nó đang lên khá là nhiều mầm để làm giống. Mọi người có thể mua những cái hàng nhỏ thì để làm giống, hoặc là lấy luôn dề to. Các bác thích nhặt dề nhỏ, dề to tùy thích nhé. Cái này em bán là 150.000 một lạng. Trầm Lào nó sẽ đắt hơn và nó hiếm hơn là trầm Myanmar. Quế trắng tháng 8 ạ. Bây giờ em chỉ còn cái cây hàng giống giống thôi. Cây giống nhỏ nhỏ xinh xinh này. Cũng là dòng lá xếp. Quế xếp tháng 8 hàng giống này em bán là 600.000 đồng một cân. Đấy, 600.000 đồng một cân. Các bác có thể lấy vài lạng cũng được. Hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam. Còn một ít. Hàng bây giờ nó lỗi lá, lỗi rất là nhiều. Đây, cây thì cây nhỏ này, hoặc cây to thì nó hơi bị lỗi ngọn. Nên loại này em sẽ bốc xô cho các bác với giá là 250 một cân. Bán trọn là 300.000 một cân. Chỗ này chắc chỉ còn gần cân thôi, chưa được một cân đâu ạ. Trầm vàng đang rất là nhiều mầm. 40.000 một lạng nhá, 40.000 một lạng trầm vàng. Em có một ít cái long tu xuân, 200.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Thế long tu xuân hàng cân. Cả dài cả vừa. Hoàng thảo u lồi, 220.000 đồng một ký. Bây giờ qua mùa hoa u lồi nhá. U lồi bông của nó to, rất là sai hoa, đẹp. Còn đây là long tu đá trắng thì 120.000 một cân thôi ạ. 120.000 một cân đá trắng.
Đây có một bó dáng hương tam màu sắc này, hàng Thanh Lý này. Hôm trước bán 190.000. Đây hôm nay bán 60.000 cái mớ đi. Cũng đang lên nụ đây. Về các bác làm giống thôi, nó hơi héo nhá. 60.000 cái bó này, tam màu sắc. Để làm giống tỏm dáng hương nó mất nước nhanh nhưng mà phục hồi cũng nhanh. Đây có một hình Trần Tuấn này, một lô Trần Tuấn này em bán là 90.000, Hoàng Thảo Trần Tuấn. Và tiếp theo thì em có một số nhé, hình quế và hình trầm nhá. Hình trầm đầu tiên em có một hình trầm Lào, có một số những phần như sau. Phần 1 150 này, cũng có 1 này khóm này, 2 khóm này, 3 khóm kết thành một giò 150. L2 210.000 đồng. Đây có đang có nụ hoa này, một khóm này, cái khóm này đều có nụ, 2 khóm này, 3 này. Trầm nhiều nhà vườn người ta về người ta tách từng thân ra người ta ghép này. Đấy, lô này 201 này, đẹp chưa. L3 một dề nguyên 390.000, đang có nụ. Ui, đang ba hai cái mầm to tướng luôn. Ba cái mầm to tướng. Đấy, dề này ba mầm. Đấy, một mầm, hai mầm. Đây mầm bên đây là ba, đang có nụ hoa. 390. L4 320. Đây, hàng rừng thì không tránh được nó bị gãy cái thân tơ. Đấy, nhưng mà không ảnh hưởng gì, cũng đang lên hai cái mầm đẹp đây. L5 420, nguyên dề luôn, nhiều mầm lắm. Mầm thì rất là nhiều. 420. Em có một lô trầm vàng này, giống này, 100.000. Rất là nhiều thân, nhiều mầm luôn. Lưu ý là cái trầm vàng nhá, thân tà của nó teo, nó kiểu nó vậy, chứ không phải thân thối. Hôm trước có khách nhận bảo sao thân này nó như thân thối. Thân trầm vàng teo nhìn nó như kiểu là thân mất nước ấy. Kiểu dòng bản chất loại này như thế. Em có combo một đôi cát này. Cát này em bán 130 một cây đấy. Bây giờ em xem nào, hai cây này. Cây đây là cây trắng lưỡi tím. Hai cây trắng lưỡi tím này. Thanh Lý cho các bác nhá. Bình thường 130 một chậu. Hôm nay hai cây này thì bán 130 hai chậu. Đây mầm đang lên rất đẹp. Hai cây này là hôm trước nó mất nước em để ra ngoài vườn. Hôm nay mang vào. Tiếp theo là một số những hình quế tháng 8. Em gọi đây là hình số 1 này, H1 là 240. Còn có một cây này. Hai cây này. Quế rừng thì nó sẽ không tránh được cái xuất sát nhá. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. 6 cây này. 7 cây này 240. Hình H2 cũng 240. Lô này nhiều cây hơn. 1 cây. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 cây 240. Hình H3 280. Một cây to này. Hai cây này. Lá nó hơi sứt một tí. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Hình H4 240. Lô này cũng nhiều cây. Nhiều cây thì cây nhỏ. Một cây này. Hai. Ba. Bốn. Lá xếp V. Đây, cái này là 3 cây chụm lại này. 4, 5, 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. L5. À quên, H5. 170.000 một cây. 2 cây. 3 cây. 4 ạ. 5. 6 7 8. Hình H6 180. Một cây này. Hai cây. 3 4 và 5 cây 180.000. Để em có một số những hình quế như vậy. Bác chốt đơn hình nào thì đọc đúng mã cho em nhé. Hôm nay thì em giới thiệu qua những hình hàng mới về. Và chiều tối cũng sẽ về thêm những dòng hàng lan cát mới nữa. Thì em sẽ update video mới nhất, bổ sung vào danh sách các bác. Rất là nhiều dòng hàng đang nụ, đang hoa.
Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.